Thầy chào các em, trong tiết học tối hôm nay, chúng ta cùng làm các bài toán luyện tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, số đo thời gian qua bài luyện tập chung sách giáo khoa trang 137. Trước tiên thì mời các em sang bài tập 1 trang 137, tính. A. 17 giờ 53 phút cộng 4 giờ 15 phút. B. 45 ngày 23 giờ trừ 24 ngày 17 giờ. C. 6 giờ 15 phút nhân 6. D. 21 phút 15 giây chia 5. Các em hãy đặt tính và tính. Mười bảy giờ năm mươi ba phút cộng bốn giờ mười lăm phút bằng 21 giờ 68 phút hay bằng 22 giờ 8 phút? 45 ngày 23 giờ trừ 24 ngày 17 giờ bằng 21 ngày 6 giờ. 6 giờ 15 phút nhân 6 bằng 36 giờ 90 phút hay bằng 37 giờ 30 phút? 21 phút 15 giây chia 5 bằng 4 phút 15 giây. Thầy mời các em sang bài 2 trang 137. Tính. A. 2 giờ 30 phút cộng 3 giờ 15 phút tất cả nhân 3. 2 giờ 30 phút cộng 3 giờ 15 phút nhân 3. Các em hãy thực hiện. Bài đầu tiên ta lấy 2 giờ 30 phút cộng 3 giờ 15 phút được bao nhiêu ta nhân với 3? Kết quả bằng 15 giờ 135 phút hay bằng 17 giờ 15 phút. Bài thứ hai ta lấy 3 giờ 15 phút nhân 3 rồi sau đó ta cộng với 2 giờ 30 phút. Kết quả bằng 11 giờ 75 phút hay bằng 12 giờ 15 phút. Vậy qua bài 2A, ta thấy khi ta thay đổi thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức thì giá trị của biểu thức cũng thay đổi. Thầy mời các em sang tiếp bài 3 trang 138. Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng. Hương và Hồng hẹn nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút, còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lâu? A. 20 phút, B. 35 phút, C. 55 phút, D. 1 giờ 20 phút. Hương đến trước thời điểm hẹn. Mười giờ 40 phút trừ 20 phút. Hồng đến muộn mất 15 phút. Vậy thời gian Hương phải đợi Hồng bằng thời gian Hương đến trước cộng với thời gian Hồng đến muộn. Là đáp B 35 phút.
Cuối cùng thì mời các em sang bài 438. Bạn đang xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau. Tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Lào Cai. Tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng khởi hành vào lúc 6 giờ 5 phút và đến lúc 8 giờ 10 phút. Tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Lào Cai khởi hành vào lúc 22 giờ và đến lúc 6 giờ. Muốn biết tàu đi từ Hà Nội đến Hải Phòng mất bao lâu, ta lấy thời điểm tàu đến Hải Phòng trừ đi thời điểm xuất phát tại Hà Nội. Tàu khởi hành từ Hà Nội đến Lào Cai có số chỉ giờ khởi hành lại lớn hơn số chỉ giờ xuất phát. Vì tàu khởi hành từ Hà Nội vào lúc 22 giờ đêm hôm trước và đến Lào Cai vào lúc 6 giờ sáng hôm sau. Muốn biết tàu đi từ Hà Nội đến Lào Cai mất bao lâu, ta lấy số giờ cao nhất trong một ngày, trừ đi thời điểm tàu xuất phát tại Hà Nội, rồi cộng với thời điểm tàu đến Lào Cai. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thầy xin chào tạm biệt các em.